Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Goop Daddy. Tiếp tục series review build. Hôm nay thì em lên cho anh em con build cực kỳ hot sau lãnh chúa xoay. Thì hôm nay thì em sẽ đưa đến anh em với build là đầu game cũng như mid game của build lãnh chúa, chính là build lãnh chúa lém khiên nha anh em. Lãnh chúa lém khiên thì với ưu điểm của nó chính là cái clear cực kỳ nhanh, nhưng mà boss thì có vẻ hơi khiêm tốn một chút so với cả lãnh chúa xoay. Vậy nên là khi mà build này cầm đi farm thì quá là tuyệt vời anh em ạ. Để mà nói trước tầng 200 thì build này không phải vấn đề gì. Leo tháp ok. Với build này thì đặc biệt cảm ơn đến bác HDLZZ aka Hòa Đại Nhân. Rất là cảm ơn bác đã chia sẻ build này với anh em cộng đồng, cũng như để tham khảo, để farm, clear, map cũng như là leo tầng dưới 200. Rất là cảm ơn bác. Và cũng là một chia sẻ của bác, chính là bác ấy sẽ đưa build này lên đến tầng 300 nha anh em. Anh em cùng chờ đón, nếu mà có thể thì sẽ là phần 2 của lém khiên. Ok, bắt đầu thôi. Vẫn là màn quen thuộc. Đầu tiên sẽ test DPS cho anh em xem nhé. Với build này, test nhanh thì được đam cao nhất, được 1,5 triệu nha anh em. DPS này gọi là mức rất là ngon. Chỉ là khi mà đánh boss thì không có hồn hắc kỵ sĩ nên là đánh boss hơi lâu thôi. Vào đồ nào. Đồ thì bác ấy đang sử dụng, theo em quan sát thì đồ không theo set đâu anh em ạ. Đồ này chỉ gọi là đồ mid game, early game, đồ kích duyên thôi. Anh em có thể theo dõi các đồ thì bác đấy sử dụng mỗi đồ một kiểu. Đúng là đây là đồ về early game cũng như là mid game rồi, chứ chưa phải end game. End game thì theo set thì nó sẽ lợi thế hơn. Với build này thì đặc biệt quan trọng là duyên phân tách cũng như là duyên khóa mục tiêu. Và thêm một duyên nữa cũng quan trọng không kém, chính là duyên hấp thụ HP nha anh em. Anh em có thể theo dõi. Với build này của bác đấy thì bác đấy có cả thêm một cái là chuyên sức mạnh, đẩy sức mạnh lên rất là cao. Máu đạt ngưỡng 2k8, cực kỳ trâu bò. Hồi phục năng lượng thì cái này thì rất cần khi mà anh em chơi ở đầu game. Nếu mà anh em thiếu mana thì có thể đẩy cái phục hồi năng lượng lên mức cao, cũng như là sử dụng hấp thu năng lượng. Đây là duyên của bác đấy. Duyên khóa mục tiêu là nó sẽ như kiểu đạn đuổi anh em, khóa mục tiêu. Chuyên sức mạnh sẽ cho bonus 50% sức mạnh. Phân tách thì sẽ cộng thêm 4 đạn giúp anh em clear tốt hơn. Hấp thu HP để anh em hút máu. Giáp lặng là do bác ấy đeo 3 đồ sức mạnh. Đây anh em có thể thấy chuyên sức mạnh sẽ đẩy sức mạnh lên rất là cao. Với bộ duyên này thì anh em có thể chơi early game cũng như là mid game ok. Đây là setup skill, 2 skill buff. Skill chính là skill lém khiên. Skill này là tạo giáp. Tiếp theo là chiêu bất tử 2-7 giây. Chiêu buff đam khổng lồ. Pet, pet bác đang sử dụng pet viêm viêm là pet tốt nhất để cho lượng đam tốt nhất. Sử dụng set đồ cho pet là hồn ác khuyển búp tỷ lệ bạo kích cho đồng đội, chính là cho main đấy. Nội tại của rồng chính là sát thương toàn bộ 32%, cực kỳ ngon cho anh em nào cần đam. Tiếp theo là skill của pet là tham lam, khi nhặt đồ thì sẽ giảm 50% hồi chiêu cho chiêu cổ vũ này. Anh em đây là bác cái test thôi, còn chính thực chất là bác cái sử dụng đây. Anh em là thiếu mana thì dùng cái skill cổ vũ màu xanh lam nhá. Nó sẽ phục hồi năng lượng, phục hồi HP, cực kỳ quan trọng với build này. Vì build này khi mà đầu game thì anh em khá là đói năng lượng. Còn skill khác thì lấy gì cũng được anh em ạ. Anh em chỉ chú ý cái phần đấy thôi. Về tổng quan của build thì đây, anh em có thể tiện theo dõi nha anh em. Và một lúc sau thì bác ấy đã gửi cho em cái ảnh và bác ấy đã đạt được danh hồng ngọc ở tầng 197 rồi anh em. Rất là uy tín. Ok, đến Valkyrie nào. Đầu tiên chúng ta sẽ xem skill chúc phúc. Đây, skill quan trọng là cái skill thương xung kích. Khi mà anh em lém khiên thì sẽ lém thêm cả các mũi giáo nữa. Đây anh em để ý này, các mũi giáo màu trắng. Đây, skill Valkyrie, 3 skill đây anh em có thể để ý nhá. Anh em có thể làm theo. Setup theo.
Bảng xếp hạng hiện tại là Lãnh Chúa cần 197 là lên được danh Hồng Ngọc rồi, rất là dễ dàng. Khác Bọt với cả con Ninja thì cần 281 tầng, khá là khoai. Ok, và thực chiến nào, quậy tầng 181. Anh em đều hóng xem là thực chiến nó sẽ ra sao đúng không? Đây anh em có thể thấy clear rất là nhanh. Vừa đi và chỉ việc spam skill lém khiên thôi anh em ạ. Khiên nó sẽ tự đuổi mục tiêu. Rất là nhàn cũng như là nhanh. Đam con tinh anh nè, cũng không đến nỗi tồi đâu anh em ạ. Đam cũng khá là to, với 1,5 triệu thì không phải vấn đề với con quái rồi, chỉ là về boss thôi. Với build này thì ưu điểm của nó là mang đi farm clear quái anh em nhá, mang đi farm hết bài. Còn về với tháp thì lên tầng 200 trở đi là hơi cực. Clear gần một lửa map rồi mà mới chỉ tốn khoảng 1/8 thời gian thôi. Quá nhanh anh em ạ. Build này hôm qua thì em có cơ hội trải nghiệm. Thì phải nói là để mà clear thì chắc chỉ thua mỗi con Pháp Sư Nguyên Tố thôi anh em ơi. Chứ nó clear quá nhanh rồi. Ok, vào bot thôi anh em ơi. Bot tầng 181 à? Nào. Gồng skill buff ở 2 diều, lấy 50% sát thương toàn bộ. Tiếp theo là buff skill. Và chúng ta quẩy thôi. Máu tụt cũng không phải là nhanh nhưng mà cũng không phải là chậm. Cái skill 4 cực kỳ quan trọng, búp cũng một lượng đam rất là lớn nha anh em. Anh em để ý. Tiếp theo khi mà nó vào cơ chế 50% máu thì anh em lại gồng tiếp. Gồng skill búp ở dìu phụ tiếp. Đam vào đấy chứ nhờ. Anh em nên đứng nuôi ra ra một chút. Anh em có thể thấy phây tanh luôn, không phải nghĩ gì, với 2k8 máu. Xong. Và cuối cùng, đây là điểm mạnh, là tốc độ clear quái ở map tinh anh cũng như là map thường cực kỳ nhanh anh em nhé. Đây, đây là một cái sâu cây, cái ưu điểm của nó. Anh em có thể thấy vào chỉ việc lém chạy một mạch tới phòng boss thôi. Giết boss thì cực kỳ nhanh, nó chỉ ngán tháp Valkyrie thôi.
Đầu tiên cũng là cuối cùng, cảm ơn, thật sự cảm ơn anh em đã donate cho em Gúc trong tháng 12 này. Bắc Phu, Đẹp Trai, Itachi, Lucas, Tabi, Bắc Phương và Bắc Hoàng Diên nhé. Và sau đây thì em cũng chia sẻ cũng như là mời anh em tham gia Discord của em. Hiện tại Discord của em đang có 1.500 thành viên đều chơi về Soulcline Prequel này. Anh em có thể tham gia nhé. Với Discord của em thì có rất là nhiều anh em chia sẻ cũng như là party kéo anh em này. Kéo level liên tục 24/24 nếu mà anh em đấy rảnh. Cũng như là các có cái hướng dẫn build về class thì em sẽ tổng hợp ở đây. Và một số các chia sẻ hướng dẫn về game thì em cũng và em và cùng với cả anh em cũng chia sẻ tại đây nha anh em. Như khung giờ bot này, on skill chúc phúc, VPN này, săn cạc LBC này, start xuất hiện enchant đồ, duyên cơ bản cho các class, cách tăng buff, thời gian buff, thức ăn pet này, rất là nhiều kiến thức hữu ích nhá. Link Discord của em để trong phần mô tả. Cảm ơn anh em đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Thanks for watching. Bye bye anh em.